Xin chào tất cả các bạn nha. Đố các bạn trong cái thùng đó là cái gì? Tin khui cho ông bà, cô chú coi. 1, 2, 3. Ngược rồi, ngược rồi. Giỡn lên nè con. Đúng rồi. Tin khui thùng quà nha, thùng quà của cha nó nè. 2, 3. Khui. Cái gì? Con gì, con gì? Con cá hả? Các bạn thấy con cá này quen không? Con cá này là mình với anh Nhạn đi câu ở bên Tràm Chim vậy các bạn. Cá trời. Ê, đừng chúng em. Các bạn. Hôm nay mình sẽ tìm cá luôn nha các bạn. Chị Hai mình tập ra nè. Nó bự hơn mình con, tìm đậm tên. Ghê ơi. Bạn thấy con cá bự ghê không? Chị Hai để lại. Đã chưa các bạn? Không. Cá Tràm Chim nha. Cá trôi. Cá trôi. Cá này cá trôi đỏ các bạn. Mình muối đá kỹ lắm bởi vì còn tươi xanh à. Xuống luôn mẹ ơi. Ừ, xuống luôn mẹ ơi hả? Trời ơi, Tin ơi, nhoi quá. Này cá này mình sẽ nướng nha bạn. Cá trôi nướng sa tế. Các bạn có nghe là em Tin nói được cái gì không? Bạn dịch giùm mình đây. Dịch thôi. Tin nói gì? Tin nói vậy thôi quay dịch ra thôi quay. Tin nói gì? Thôi quay là Thảo Quy là thông dịch viên của cô Tin đó bạn. Rồi Thảo Quy dịch Thảo Quy Tin nói gì vậy? Nè mẹ. Mẹ con cá vô cho con ba. Con cá nè các bạn. Cái dãy nó nè. Trời ơi hết biết họ rồi. Kinh khủng hả? Cái dãy nó dày cui hả? Cá ngon ghê luôn á. Cái thịt cá nè các bạn. Cái dãy khác hả? Bởi vậy nhìn bên lớn mình nó nặng ghê luôn á. Dở mặt nó thấu bị bất cự. Dở mặn thấu bị bất cự. Giờ mình sẽ vô mận cá này cho sạch nha bạn. Mình sẽ đánh dãy sạch hết rồi mình ốp phần con cá này cho nó thấm. Hôm nay mình sẽ nướng sa tế. Nướng trên lửa than hồng. Cá trôi nướng sa tế. Vậy cá trôi nướng lửa than hồng lên. Giờ mình sẽ đem vô mặn không, nha bạn. Ê quên, lửa than hồng là xưa cá trôi nướng gì? Cháy vô sữa. Giờ đem vô mặn sạch nó thôi. Con cá này á bạn, mình cũng mặn sạch hết rồi nè. Giờ mình sẽ ớp nó nha. Mình có khứa gì nè bạn. Mình cho nó ớp á, nó thấm vô cái thịt con cá nó ngon hơn. Ở đây gia vị của mình ớp á, gồm có là bột ngọt, đường, muối, hạt nêm với lại sa tế. Chỉ ngược rồi đó. Đúng rồi, biết chỉ ngược rồi đó. Với lại tương ớt, nước mắm nha bạn. Ở đây thì có củ hành với lại tỏi. Cái này là gốc hành để hồi mình để vô trong bụng con cá các bạn. Với lại sả. Hành lá. Ớt. Thì nguyên liệu của mình thì cũng đơn giản hả bạn. Giờ mình sẽ đổ vô tô và làm cái nước sốt gia vị ớt ớt nha. Nghĩ hết mấy đường nói luôn. Giờ mình sẽ để tỏi với lại củ hành, hành lá vô luôn nha bạn. Để hết vô. Tại vì con cá này nó bự quá bạn, nên mình làm hết sốt gia vị này nhiều nó mới thấm vô con cá được. Ớt thì mình sẽ dùng ớt hiểm nó sẽ ngon hơn nha bạn. Ở đây mình sẽ để thêm một ít bột ớt nha bạn. Bột ớt này thì nó không có cay không, mình để cho nó có tạo độ màu lên cho con cá nướng nó đẹp hơn thôi. Giờ mình sẽ để bột ngọt vô đây. Đường. Trời ơi, cái muỗng bự khủng khiếp luôn.
tí hạt nêm luôn. Tí xíu muối nha bạn. Tương ớt mình chưa khui nữa. Tương ớt nha mày. Đấy, hai muỗng thôi, tại vì tương ớt chiên xù này cay kinh. Cay có thảo quy với cutin ăn nữa. Nên mình để ít thôi, tại vì trong á sa tế này nè bạn, nó có đậu cay sao nữa rồi. Giờ mình sẽ để nước mắm vô nha bạn. Bóp văng sao á. Nãy mình để hết hũ sa tế luôn mẹ. Mình trộn đều cái nước ớt như vậy rồi nó quá trời nhiều hành mà. Để cho nó thơm. Mình quên nữa bạn, có dầu ăn nữa. À hồi nãy giờ mình nhớ cái gì đâu không. Suy nghĩ nãy giờ không biết thiếu cái gì. Dầu ăn là để cho con cá nó bóng với để ba muỗng nha mày. Nướng phần ngoài đó, nó vàng nó giòn ngon mà trong cũng thử. Trời nghe tới là chảy nước miếng. Thơm rồi đó bạn ơi. Cốc hành nè bạn, mình sẽ nhét vô bụng nha. Rồi cộng xả luôn. Ăn hồi cho nó thơm. Đây chỉ mày lại, khổ thật mà. Rồi lấy cái tâm xiêm xiêm nghe là được rồi. Cái phần gia vị của mình ớt nữa bạn. Xong rồi, giờ mình đổ vô ớt luôn nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Chưa có ăn được cái gì ngon. Cá đang cầu dính đó. Phải không? Đó đó. Đó đó. Vậy là đừng ăn. Người lùn mà câu dính cá dài, còn người dài câu dính cá lùn. Cái gì mà chê người ta lùn chứ sao? Ta có mét mốt mà chê người ta lùn. Giờ mình bắt anh dạng nhúm lửa đặng đốt than lên bạn. Đặng nướng cá. Cái này lại á. Lá cục cồn để dưới bạn. Nó mau cháy hơn là lá dừa tàn. Thời buổi hiện đại nhúm lửa cũng hiện đại nữa. Tại đây tao nướng mà luôn. Bố Ly. Cài cài mắt, nhưng còn cài mắt. Nghe muối rồi kìa. Còn cài mắt. Rồi, chín có lửa rồi, thấy cá lên nướng. Ừ, nướng. Nhìn vô đây ngồi kìa. Cá chín rồi Như ơi, ăn cá này Như ồ. Cái này bưng tô cơm. Nãy giờ mình nhúm lửa cũng có than ở bạn, với lại cá ốp nãy giờ cũng lâu rồi cũng thấm rồi. Giờ mình sẽ để con cá lên nướng nha. Chị Hai nóng quá nên chị Hai để miếng lá chuối chế miếng dầu ăn luôn. Cô kệ béo rồi. Con cá dục lên. Con cá thảy lên. Rồi cái bạch cái cá không. Nhịn ăn luôn. Chế ai hơi hơi cứ gửi lên tí ngay cả.
chượng miếng đi. Chượng miếng rồi nha. Ấy bên kia. Giờ chờ đợi thôi các bạn ơi. Chính là được thưởng thức ngay. Chơi chùm mít bụng lên à, không thấy con cá đâu chưa. Cái này ung mũi hay gì á? Cá hùng khói. Cá hùng khói. Thơm quá à, khui nó ai anh. Thơm dữ rồi. Sôi vậy. Ôi. Đảo vậy hả? Thơm ghê vậy. Ừ. Đảo quá. Chín mày dưới vậy ta? Chưa đâu. Cho nó sôi vậy, thấm nó sôi vậy rồi thấm nước vô luôn ngon. Nhà mình chở lại cái mình cũng bóp vậy nè. Rồi lấy chuối khác. Cái thấm. Bạn thấy đã không? Ừ. Nước nó sôi vậy bạn. À. Nước bây giờ lấy muỗng húp được rồi đó. Ở bằng cá còn dãy từ lưa vậy trời. Đâu có. Đây nè. Út ơi. Làm gì vậy? Trở lại. Bự quá, khó mà ăn quá. Được không, em lấy cái sạn. Khét rồi, dính lá chuối, khét rồi. Đi xin lấy cái sạn đi. Khét rồi. Khét rồi. Bỏ đâu? Lấy lá chuối bỏ ngoài luôn, cái gì đi, hết sao vậy? Nóng quá. Nóng rồi. Ừ, vậy nó dính dữ dữ rồi nghe. Rồi. Rồi là ghét luôn. Rồi. Thôi dính dữ dữ rồi. Khoan quá. Này đâu khét đâu vàng đấy. Chín đây nè. Mau quá hả? Ôi lửa này bớt đi, quá trời lửa rồi. Quá trời lửa ăn thôi. Ôi các bạn nhìn coi con ngon ghê á. Nó bị ghê thơm mà. Chóc cái dãy này ủ á. Cái da. Ôi đã quá hả. Ừ rồi. Rồi. Khét rồi. Cười tin vết đi nè. Khét rồi. Khét nữa rồi. Sao dữ vậy trời. Dính da đấy. Trở về qua đây nè. Đã có quả đó cái dĩa kìa. Đỡ lên. Đỡ làm sao? Thì hộp cái dĩa vô đỡ lên. Chút nó lên mở lên rồi đỡ nó lại. Từ từ gã. Nhích từ từ mới được. Không cho. Từ từ. Cái đầu kìa. Chích đây nè. Cái dĩa rồi này hình ra. Đây. Cái dĩa này là cái dĩa nó. Không còn miếng da luôn. Sắp chín rồi. Rối thì hình chưa à. Ôi. Uổng ghê bạn. Nó bị chóc da hết trơn rồi. Tàn phai nhan sắc con cá hết trơn rồi. Kệ ngon rồi. Lấy cái nước kia rưới lên. Nhưng mà nó thơm quá à. Không có kinh nghiệm gì hết trơn rồi. Chê rồi kìa anh, chê rồi kìa. Kệ nó rồi đừng ăn. Từ từ. Mà nó thơm quá, chừng thơm luôn à. Lửa này nó hơi nóng quá nên nó bị khét có da. Đó, đẹp lại rồi đó. Vàng lại. Nè, ghét nó đi.
Để họ bên kia. Còn bên kia gì? Bạn thấy không? Thơm quá à. Sắp chín rồi, được ăn rồi. Chưa, đâu có no được. Chưa có ăn lấy gì nữa. Hôm qua là còn chưa xong á. Chở bề lên lần nữa bạn ơi. Để cho nó khô mấy anh kia ngon không? Khoan để tiếp phụ anh dặn. Được không anh? Khoan khoan khoan. Lọc da lại. Bổ. Nó lắp lên, lắp lên. Ôi, các bạn nhìn nè, ngon chưa? Thơm quá, thơm à. Chín nè. Chín rồi. À, mình để cho cái bề kia nó hơi khô khô một chút nữa các bạn. Rồi thưởng thức thôi. Tuy nó hơi hơi đen đen một tí nhưng mà ngon lắm à. Mà đen nó không sao. Bạn thấy ngon chưa? Mạng cá chín nè, mất hết lỗ rồi nè, thấy không? Lỗ đó là mình. Để mình thử công hành nha mọi bạn nha. Mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay nha. Công hành cắn vô nó giòn giòn. Nó ngon. Giờ mình gắp con cá ra dĩa nha bạn, đem vô nhà và thưởng thức thôi. Bạn thấy không? Miếng thịt ngon ghê chưa? Thì nó hơi cái da nó hơi đen đen tí mà rất là ngon. Muỗng ngắp giùm. Úp cái ấy vô, úp cái úp cái dĩa vô, úp dĩa vô cái nè. Rồi lại. Cái đó được, được chưa nha. Anh lại nhịn 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 cái ấy cho chị Hai ơi, nhịn cái mâm cho Hai ơi. Nhìn. Ủa anh bắn em ba đi lại. Ập sao vô mặt em hết đi. Dính sao, dính sao. Dính nha. Bỏ dính cái mâm dính bình thường á, như con cầm cái mâm cho chị thôi. Con. Ơi. Trời chi mệt mà. Sửa sửa một cái mà. Ok. Cái quay cái này quay cái gì? Nó bưng lên chảnh, nó ngồi chảnh rồi. Rồi mình lên ăn đi. Em thử. Phải. Thầy trời nó không có dám. Miếng miếng da dính rồi mà. Chưa vậy trời thấy à. Tay này tay kia bóc ghê quá. À, ăn bóc vậy á mới sướng mà. Mấy ngon. Không. Không. Bữa chay với bữa chay với thằng Thanh cũng hết mà. Hai lon trên cải để cà phê đó. Ngon không Thảo Huy? Đậu cỏ bù sủ cho Út lấy dây thun buộc tóc cho nha. Dạ con. Nó sướng sướng mà vậy đó. Nó sướng từ chứ giờ. Dạ ăn mất không. Rồi ăn đàng hoàng đi con. Nè dạ. Con chúa chào ông bà và cô chú. Chị ăn không? Chào ông bà và cô chú. Chào bà chú. Chào con phải. Con chào con phải dạ. Gì nè. Này con múc qua đi. Dạ. Dạ.
Chưa, không thấy. Tính ông, chào bà, chào chú rồi. Ăn nè. Con mời ông bà ăn. Chào bà bạn nha. Chiến đấu bạn ơi. Nè, hai cho con mình ăn cáo uống bậy trà đá chơi à. Ăn cáo uống trà đá không? Trà, 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 trà không, không có đá. Không có đá. Mời đắt cho con nha. Trà đường không đá. Hai không ăn rồi, hên quá. Mừng quá à. Mời tất cả các bạn ăn gỏi cuốn nha. Cá cuốn. Cá chầm chim á nha. Phải giỡn đâu à. Gặp dịp về đây có làm mấy gái chơi được. Nhưng ngặt đó mấy bạn về mà gấp quá thành ra có khi không được. Cá cuốn, cá cuốn. Cuốn thì cuốn rồi. Chưa ăn nó sướng rồi. Chưa, chưa sướng rồi. Con ăn đi, con sướng. Con ăn đi, con ăn đi con. Chất lượng cao nè. Mày không có bún. Chiều à. Ăn cá không đi cho ngon. Ăn cá đi cho nó ngon. Quên mua bún rồi. À, cuốn cá với rau được rồi. Chứ thau cơm đó. Chị nè, ngồi đàng hoàng đi con. Chị hai không, chị hai chị nói à, chị không ăn rồi cả nhà mình ăn hết đi. Tại vì hai chị nướng cá trong chị nướng chuối ăn bạn, ăn chuối nướng chứ không ăn cá. Chị nhẹ sợ. Tính đâu là không ăn rồi chứ. Ngon mình. Ăn mấy cái đen đen vậy mà ngon. Hồi nãy em ăn dụng hứa hử miếng á. Ngon. Muốn làm cái chỗ chấm cần thì ngon á. Lớp giả mà ăn cái xương thiệt chứ. Xương này ăn đâu mắc cổ. Xương này mắc cổ luôn. Không ăn thử mà. Không ăn xương không mắc cổ. Để nhà mình cũng ngon là ngon. Có mà thầy không? Để trước mắt quá. Để đâu vô đây nè, đây nè. Cái này để sướng luôn rồi. Gói đi hạnh dần á Thảo Quy. Rồi đứng em quay đi chừng nào cái con cá nó còn cái đậu với bộ xương thôi. Không được, cầm lòng không đặng. Cuốn ăn thử cũng chưa biết nữa. Chưa, phải cho bà cuốn. Đâu có bún đâu con, con đang bệnh nó không ăn bún được. Với lại nó đang bệnh rồi. Ủa là không bệnh này. Con để chị hai đi lấy. Con nãy con đi lấy cái dán còn nhiều lắm. Chịu hết nổi rồi các bạn ơi. Đến đây mình chào các bạn nhé. Được rồi. Anh Dạng anh Quốc khai cuốn rồi kìa. Cái nhà này sao mà nhôi dữ. Vô các bạn ơi. Nhà mới cuốn mà. Dạ cực khổ rồi ăn cái đầu đi. Mẹ Milo. 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 Lắm rồi, đổ hoàng. Mình cũng vô thưởng thức thôi bạn ơi. Clip đến đây mình chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp các bạn ở các clip sau. Cảm ơn các bạn nhiều. Chào sớm đây em vô thưởng thức. Chịu không nổi. Chịu không nổi mà chào sớm nữa chứ mình chưa.